Gagena mà sổ ha kia, trời ơi liên quan vãi lồn. Thôi có liên quan gì với Gagena đâu mà phải có cái hạt của Gagena. Tôi có liên quan gì đâu mà Gagena phải đưa cái hạt của Gagena cho tôi. Cái hạt này, cái hạt của tôi dùng thôi chứ mà của Gagena cái gì. Nè còn tôi nói cho anh em là cái mấy cái icon này ít anh em nào có được lắm nè. Cái icon này nè, đây chính cái icon này. Cái icon này xưa lắm luôn á mấy ông, xưa lắm. Cái icon này là hồi xưa tầm 4 năm trước mới có chứ bây giờ không có. Cái này nó đâu có bán đâu. Chơi Janna một trận đi kiếp Daisy à. Janna mà phải mà mình đang đi lane mà Janna phải support. Ivan đã support đỡ trừng phạt là ok nhất. Không, không ngon đâu. Không đỡ gì không ngon đâu. Con Ivan support nó không ngon. Ivan support nó tù lắm. Tại vì anh em không có làm được gì hết á. Anh em có làm được gì cho team hết á. Anh em tù lắm. Nhìn nó ngu đó đần người ra luôn á. Nó đần người ra luôn. Mát sao tự nhiên giờ tôi có cái ấn tượng xấu về cái con Raven này vãi lồn vậy ta. Sao tự nhiên bây giờ tôi có một cái ấn tượng mà cực kỳ xấu về con Raven vãi lồn. Cái ấn tượng cực kỳ xấu luôn. Giết tinh hoặc là trung phải không à? Đúng rồi ông Hương Ngô nha. Má không lộn được luôn á. Em hiểu lắm. Em hiểu tại sao bích trụ má bích em đưa ăn dưới xong nó còn Carry rồi nó sẽ ngon hơn con. Không phải game này tôi đánh con Garena chứ ta. Game này tôi đánh Garena chứ ta. Game này Kit sẽ tái hiện là Kit Naru. Naru Nagana. Kit Naru. Skin nào đẹp mấy ông? Ngân hà hay là đô vật? Thôi tôi thích skin đô vật đi, xài skin đô vật đi. Con Garena mà nó mới được búp. Con Garena nó mới được búp anh em. Cho nên mình chơi thôi. Ủa mà nãy giờ anh em có nghe tiếng kèo gì? Kidnaru. Với lại mấy ông mà không biết á là cái con mà mùa vừa rồi tôi đánh cho team Adonis á, con Sen á là tôi đéo có train trận nào luôn. Không đúng rồi, train được hai game trong đánh mà kiểu như tạo phòng búp lịch train á, tạo phòng train với lại team SD rồi cái thứ á, tôi train được hai trận Sen mà trước đó tôi đéo có đánh gì nha. Trước đó con Sen tôi đéo đụng vô luôn đó, là tại vì tôi kiểu như tôi có cái kiểu như là biết chơi từ lúc mà tôi đi top á, tôi một cham con xe rồi, cho nên giờ vô dễ lắm. Vô tôi vũ, tôi mê tôi vũ là được hết. Ôi gan chịu không Hảo, gan 100 ngàn gan gan chịu không Hảo, điệp mẹ mày gặp bo 100 gan ga rồi. Nó giết thì nó thì những cái lời nói của tôi điệp mẹ nó sâu đáy lòng, sâu tận rồi đáy lòng luôn rồi. Điệp mẹ anh em đéo bao giờ anh em tin tôi, anh em đéo bao giờ. Mày nói cái gì lên cũng bị chửi. Làm bất cứ cái gì lên cũng bị đem chửi. Thụ mẹ đó. Mình bỏ cái dự hội nghị. Mình bỏ dự cái hội nghị của ông Trâm giống ủi. Thế đụ mẹ mình nha. Mình sờ chim cho nó coi. Chửi mình. Chửi mình luôn. Thụ má. Chứ mình bỏ cái hội nghị luôn. Cái hội nghị này biết nó quan trọng cỡ nào à. Kid với Senna xưa đánh nhau đụng mẹ. Tôi mà nếu mà tôi với Senna mà có đánh nhau chắc Senna dở chết mẹ, sao sống nổi được nữa. Không có đánh. Nếu mà có cái chuyện cái trận battle đó là Senna chết từ giờ này chết mẹ, sao sống được nữa. Giết liền. Gan gan này nó mới bị nép cái quy xong. Ủa cái lồn hắc đam á, cái lồn mẹ mày.
Còn má nó nhảy xa dữ vậy, đứng đó mà còn nhảy tới nữa. Lòi lòn chị dậu rồi, u lòn một sải rồi. Đá rư má ghê vậy trời, ghê quá. Phải lồn pha nhưng mà giết mình được ta, thua. Để biết đi tới với ngành gà sao luôn á. Má nhảy ra đẹp mẹ mày chọi trước luôn, không tốc biến. Hiểu không, hiểu tao nói không, hiểu tao nói gì không? Japan biết tôi nói không? Hiểu ý tôi nói không? Mày hiểu ý tôi nói không? Hiểu ý tôi nói không? Dạ ba, thì mẹ mày cái pha nó chuẩn vãi lồn, chuẩn như sách giáo khoa luôn á. Tôi coi là nó phải chuẩn như vậy đó, không tốc biến lên là có mạng, lên là có mạng. Tại vì Genga nó không có gì để nó chạy hết á, tôi mà slow được rồi là chết. Bye bye. Bye bye. Rồi tầm này là địch mẹ mày nó đánh hết lại tôi rồi đó. Đây đây đánh thẳng luôn. Má này, cái còn tóc biến ta, nó ngồi tóc biến lại ta. Ngu quá, cái pha đó tôi vừa biến nộ. Tôi vừa biến nộ là nó phải khoảng một phút sau nó mới có nộ lại. Thì mẹ mày ngu thiệt, chơi ngu rồi. Má chơi ngu quá. Gắt quá, từ từ thôi. Đẹp mẹ mày đéo chết được. Muốn mày quỳ à, quỳ luôn á má, phai mày đéo chết được. Lên gà nó ra. Rồi nghe nó kiểu cửa. Địt mẹ mày. Địt mẹ mày. Kéo địt mẹ mày. Điệt mẹ, điệt mẹ, điệt mẹ mày, điệt mẹ mày, làm hết. Kid Naru. Đầu cái địt mẹ mày, chảy đập đầu. Chảy đập đầu địt mẹ mày.
ghê. Hôm nay tôi lao thẳng lên luôn. Bu vô, đó, em ra dám nhảy vô cho tiền. Bu vô, tầm này bu vô, tăng hết chưa? Tăng hết chưa? Tăng hết luôn. Tăng hết. Nhìn nha anh em, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên online mình chơi auto chat nha anh em. Anh em qua bên auto chat, anh em qua bên anh em nào mà chơi auto chat thì anh em qua online với mình nha. Còn anh em nào mà không chơi được thì anh em cũng qua cho mình một follow, rồi anh em qua cho mình xin một follow cũng được. Cảm ơn anh em nhiều nha. Mình sẽ up trên YouTube đây. Cảm ơn anh em sáng giờ ủng hộ mình bên YouTube nha anh em.